sáng qua được. Không cần đấy. Cân 5 à 10 gram. 10 gram tinh bột. Cộng với 50 ml nước đổ vào. 50 ml nha. Mười mà thoải mái thôi. Cái này nó cái kiểu nó cho lên bếp này, cho lên bếp đun các thử cho nó tan ra thôi. Trứng hai lòng trắng lọc cho vào đấy, lòng đỏ cứ để nguyên trong cái đấy nhá, đừng bỏ ra, để vào đây. Đấy, để đá tí mình lấy. Lọc hai lòng trắng em lấy cho bạn ấy đâu cái ca đường cái lọ đường cái túi đường này đây đây rồi. Pho mai mà cười bóc ra bóc hết rồi này, lọc hai lòng trắng. Ừ. 50 gram. Thầy ơi, thầy 50 đánh bông lên mạnh mạnh bông lên. Đấy, bóc cho mai vào sụp rửa ra. Rồi bất tiền sẽ đi vào. Lòng trắng đánh bông bỏ ra, sau đó cân lòng đỏ đánh bông tiếp, lại đánh cho vào đánh tiếp, cho vào đây luôn hả thầy? Ừ, vét sạch cái đấy ra cho vào đổ luôn đấy, là không phải lòng đỏ đâu. Ừ. Đỏ đây mà rồi đặt lên cân này rồi. Đổ hai lòng đỏ vào nào. Ăn một cái được, ăn lâu ấy. Nó không mấy thầy. Được chưa? Được chưa? Tiếp tục 50 gram đường đổ vào đấy. Cân chuẩn nhá. Đừng có bảo là 50 phải 500 nhá. Cho máy đánh tiếp. Lấy nồng trắng xong lấy nồng đỏ mặc vào. Kệ nó, tự đánh lên tự nó bung. Tự đánh. Tự đánh lên. Nào vặn dưới xuống nhỏ đi, vặn dưới xuống nhỏ đi nào. Rồi tăng dần lên nào. Tăng dần lên. Rồi, lên luôn, nhanh luôn. Đấy, sau khi lòng trắng đánh xong bỏ ra, lòng đỏ đánh với đường xong lại cho tiếp mascarpone vào, à, cho pha mai mà cười giả xong rồi đánh xong lại đổ vào đây. Đó.
trộn với nhau, trộn hết với nhau mà. Rồi đổ vào 200 kem nữa. 200 đủ không? Đủ. Rồi, bỏ xuống lại đảo lên nào. Đảo mạnh lên. Chanh leo đổ sau cùng là đổ vào khoảng đều lên. Đảo mạnh lên. Đây là dưa lentin lúc em cách thử lúc đầu tiên đúng không? Cũng cho vào để cái này nó làm đông nhá. Đánh mạnh lên. Món một này vào khuôn không đổ vào. Bây giờ đổ ít thôi. Đổ đi tại vì sợ nó sẽ chảy ra ngoài thì mình sẽ đổ ít thôi, mình để trong tủ. Thôi, gạt này, đấy, cầm tay em miết vào phát. Đấy, mình lắc ra này cho nó chảy đều ra đáy nhé. Cho nó tràn đều ra đây. Sau đó mình sẽ để vào tủ một lúc. Đấy, đặt vào, thế. Rồi, xong đổ nốt cho kia vào. Không chờ nó đông thì mình bỏ ra, mình làm cái lớp phủ mặt trong trang trí lên thôi là được. Đấy, vét sạch rồi, vét sạch. Đấy, sau đó mình cắt tổ để đông. Thế chưa? Lắc cái lên rồi. Thôi rồi. Thôi, em. Bê lại bên đây. Thôi đừng ngồi đấy. Lắc cho rồi nha. Đây vào đây. À. Không nhờ, không gam nhờ. Rồi cân đi, cân 5 gam. 5 gam bột dân đi. Cứ đổ bao giờ nó nhảy thì thôi. Nhảy chưa? Không nhảy nữa. Cứ đổ vào là nó nhảy mà. Em đổ nhiều lắm rồi, nó bên đi. 10 gram đường đổ vào thanh leo, rồi bỏ ra. Rồi lấy cái thìa ngoài đi. Ở đây không, cái này ta đổ vào đây, cho cả cái thanh leo vào. Rồi, ta lấy đi. Đó, sôi này. Đổ vào đây. Nó bỏ xuống. Đó. Khoảng đều lên, lấy nó cái hạt kia ra. Em múc một ít, cho một ít hạt vào đây để trang trí. Đấy, điều điểm mà gái, thiên nó đi. Ok, thôi rồi. Rồi, rồi đi. Nó nguội hẳn thì là nó đông. Tí nó đông, tí nó sẽ đông lại. Mình sẽ bóc, tháo ra luôn.